Xin kính chào quý vị đã đến với kênh Tắm Cúc nha. Hôm nay Cúc sẽ gửi đến cho quý vị một cái mẫu chuyện nói về những cái đời sống của mình. Thì gần đây quý vị thấy Tắm Cúc hay có kể những cái mẫu chuyện mà nó có những cái bi, cái hài, những cái đẫm nước mắt của Tắm Cúc, nhiều cái cười, nhiều cái cũng khóc. Và đó là những cái trong cuộc sống mình có những cái thật sự như vậy vậy đó quý vị. Thì hôm nay tiếp tục với cái những cái tình huống như vậy thì Cúc muốn kể cho quý vị nghe một cái mẫu chuyện này hết sức là cảm động về cái tình người và những cái gì đó mình đôi khi mình nghe cái mình tự nhiên mình suy ngẫm lại cái cuộc đời mình từ đó tới giờ như thế nào. Dù còn trẻ hay là dù trung niên hay dù lớn tuổi thì tất cả đó là về cái tình người. Thì hôm nay em mời quý vị nghe một cái mẫu chuyện này nha quý vị. Quý vị yêu thương Tấm Cúc nhớ cổ vũ cho em bằng một cái like thích hoặc là đăng ký kênh nha quý vị. Nếu được quý vị chia sẻ nhiều về những cái trang cá nhân để bà con biết đến Tấm Cúc nhiều hơn thì em càng vui hơn ạ. Cảm ơn cả nhà mình. Lần đầu tiên em giới thiệu cả nhà chia sẻ giúp em về những cái trang cá nhân để bà con biết em nhiều hơn. Đó, thì hôm nay đến với cái mẫu chuyện. Cúc muốn gửi cho quý vị một cái mẫu chuyện này có cái tựa đề như thế này nha, nghe quý vị. Đó là cái mẫu chuyện là nói dỗi tông đường. Thì đây, khi mà mình nói tới cái chuyện mà nói dỗi tông đường thì mình vừa nghe cái câu, cái tựa này thôi là mình thấy có cái vấn đề trong đây rồi đó. Thì em mời cô chú bác với anh chị cùng nghe nha. Thì ở một cái gia đình này đó quý vị, thì có cưới một cái cô con dâu, cưới một cô con dâu về. Thì sống chung một thời gian dài với thằng con trai rồi, nhưng mà cô này cổ sanh tới được đứa thứ nhất con gái, rồi cái gia đình thì thích con trai đó, nhưng mà cô này cổ sanh đứa con gái xong rồi cái đầu là sang năm sau sanh nữa, nhưng mà vẫn là con gái nữa, và cô sanh liên tiếp ba đứa con gái, không không có một cái cậu con trai nào hết. Thì lúc này là coi như là bên chồng đó, là ông bà nội, là coi như là thất vọng là mình không có con trai, không có cháu trai để mà nối dõi tông đường. Nhưng mà cái nỗi thất vọng này thì lại trút lên cái đầu của cô con dâu này, bảo là cô con dâu này kiểu giống như là nói nặng nói nhẹ, nói gần nói xa, giống như là con dâu là kiểu không có đức á, thường thường nói là giống như là cây đọc không trái mà gái đọc thì không có con đó. Những người không có con hay có bị ghép như vậy cũng rất là tội nghiệp. Rồi còn cái cô này thì lại có con nhưng mà không có con trai, thì gia đình này kiểu như là cô này giống như là không có đức, kiểu như đàn bạn gái không có đức hậu hay gì, cho nên không có con trai để nó dõi tông đường, mà không có nói gì con trai của mình là tại con trai mình hay sao mà nó không sanh được con trai, mà cứ đi nói con dâu không à, cũng tội nghiệp đó. Thì cô con dâu cũng có giải thích, nói là ba má ơi, giống như là chồng con thì ảnh giống kiểu như là nói nôm na giống như là ảnh cho con giống gì thì con đẻ ra giống nấy, chứ giờ con biết đâu, bây giờ ảnh cho con giống của con gái thì con phải đẻ ra giống con gái, chứ bây giờ ổng cho đẻ con gái mà con sao đẻ ra giống con trai được, đâu phải con sanh đẻ không được đâu, mà con vẫn sanh đẻ bình thường nhưng mà nó không có con trai, nhưng mà con nào cũng là con à ba má ơi. Nhưng mà ông bà không nghe, ông bà muốn có con trai để nói dỗi tông đường, nên là càng ngày càng bực mình. Khi mà không thích đó quý vị là cứ là dằn mâm sắm chén thì rất là bực mình, và cứ đắp xuống con trai theo cái kiểu là theo cái chiều hướng là có bồ đi, hay là có vợ khác đi, có vợ bé đi đó, nói với vợ mày thuyết phục mày cho mày cưới thêm vợ bé đi, kiếm con vợ khác về để mà nó đẻ cho tao một cái thằng con trai để mà nói dỗi tông đường, chứ tao là con gái không dịch đẹp không làm sao mà nói dỗi tông đường được. Kêu thằng con trai, thì còn con trai thì cũng thương vợ nhưng mà cũng cũng nghe lời ba mẹ mình kiếm đứa con trai nó nói dỗi tông đường, nên là cũng nói là thôi không mấy thì bàn với vợ để mà cưới thêm vợ vợ bé vợ nhỏ đó. Thì khi bàn với cô vợ là bây giờ anh phải là giống như là nghe lời ba má là cưới thêm một cái cô vợ nhỏ nữa, tại gia đình mà khá giả, mà ngày xưa hay có khá giả cũng hay có vụ mà cưới thêm vợ đó quý vị, khâm phục mấy cái mấy cô mấy chị ngày xưa cũng chịu á. Nhưng mà cái cô vợ này thì lại không chịu nha. Cô vợ này cổ nói là bây giờ nếu mà anh muốn muốn sanh con nữa thì biết đâu mình sanh ra được con trai thì sao, bây giờ mình thử lại. Thì ông chồng nói là giống như là thử ba lần là đều ra con gái không à, có nghĩa là chắc em không có giống đực, em chỉ có giống cái thôi đó, cho nên giờ em có sanh nữa chắc cũng gan vịt mái nữa à, ra con gái nữa thôi đó, không được. Thì bên chồng cũng là coi như là
thuyết phục là một. Bây giờ là không có nói nhiều, không có nói tới nói lui chứ. Bây giờ nếu mà nó không cho mày cưới vợ bé, không cho cưới vợ bé để mà sanh cháu nội cho tao, cháu nội trai, thì ly dị đi, ly dị với nó đi, ly dị xong mày cũng có cưới được chứ không có gì hết chứ. Còn đẻ con gái không làm gì đó, tới nước đường cùng người ta không chịu cưới vợ bé cho chồng thì bắt buộc phải ly dị. Đi đi, cô nàng không có tội lỗi cho, chỉ có tội là đẻ con gái không, bắt buộc người ta phải ly dị. Cô này cũng thiết tha và cũng buồn, cũng khóc, cũng năn nỉ hết sức với bên chồng. Ngày xưa phụ nữ rất là sợ bên chồng, quý vị, ở chung bên chồng nói gì nghe gan gắt luôn. Bên chồng nói kêu là cưới vợ bé là coi như là sợ luôn, muốn cưới cho chồng luôn. Rồi bây giờ là cô nói là tới mà ông chồng cũng cứ đòi cưới vợ bé hoài, thì một là cưới vợ bé, còn hai là ly dị, ly hôn, kiểu như đưa cô nàng vào cái thế kẹt là phải chọn một cưới vợ thêm cho chồng, hai ly dị. Khổ thằng đàn bà chưa. Thì lúc này cô này cổ hết cách rồi, cổ suy nghĩ nhiều đêm trong nước mắt khóc rồi, thì cuối cùng cổ đưa ra quyết định, cô nói là nếu mà ba với má với anh mà nhất định quyết định là một ly dị, còn hai cưới vợ bé cho anh, thì em sẽ chọn là ly dị, em sẽ chọn là ly dị, chứ không có thể nào mà em nhìn anh ăn ngủ với một cái cô gái khác được, em không có chấp nhận được cái điều đó, em không có chịu nổi. Cho nên là thà ly dị, thà đau một lần vậy đó, cho anh cưới vợ khác rồi em. Nhưng mà khi ly dị em phải có cái điều kiện, nếu mà anh với má chịu thì em mới ly dị. Thì gia đình lúc này khóa cháu dài lắm, nói vậy mày đưa ly dị, mày đưa lý do gì cứ việc đưa ra đi. Cô này có nói á, lý do của con á, ly dị với chồng tại vì bên bên nội á, là không có thích con gái, chỉ có thích con trai thôi, cho nên bây giờ nếu mà ly hôn á thì con á xin được nuôi hết ba đứa con của con nuôi hết ba đứa con sẽ đem ba đứa về bên ngoại ở, con nuôi hết. Nhưng mà hàng tháng thì bên nội phải cấp dưỡng, cha của đứa bé phải cấp dưỡng cho ba đứa con đó. Ba mẹ với chồng có đồng ý không? Rồi cái thứ hai là cái nhà của con với chồng, cái nào riêng của con với chồng thì bán hết chia đôi, ba má chịu không, chồng chịu không, đồng ý luôn, chia đôi cái nào liên quan từ nhà cửa ruộng đất nha quý vị, vườn cây, tất cả những cái gì của ông bà bên chồng thì không có lấy, còn cái nào của riêng của hai vợ chồng thì tất cả đều bán và chia đôi. Rồi một cái nữa, một cái cuối cùng là điều kiện của con đưa ra là khi con dẫn ba đứa con về sống bên nội bên ngoại thì con sẽ ra ngoài ủy ban hay là ra ngoài cơ quan nào, chỗ nào có cái thẩm quyền để mà có thể thay đổi được cái họ, con sẽ thay đổi họ của ba đứa con của con qua cái họ của con, qua họ bên ngoại. Con không muốn dính dáng gì tới bên nội nữa hết, tại bên nội không có thích con gái, giống như không chấp nhận, thì con sẽ đem con về, con giống như một người mẹ đơn thân, và con lấy cái họ của con cho ba đứa con không muốn dính dáng gì tới bên nội với cha nó nữa. Bây giờ nếu mà ba với má với chồng của con mà đồng ý ba cái điều kiện đưa ra thì con sẽ ký vô đi đơn ly hôn. Lúc này ông bà vợ chồng với cái ông chồng này nè, giống như là cũng suy ngẫm xong hết thì cuối cùng vẫn nói là cái đứa cháu mà là coi như cháu trai mà đích tôn lúc nào nó vẫn là ưu tiên, vẫn tốt hơn ít ra có cháu trai để nối dõi tông đường, nên là gia đình thống nhất ký vô ly dị, ký ly dị vô đặng cho mà cái cô này lấy phân nửa gia tài, dẫn ba đứa con về, rồi hàng tháng thì ông chồng cũng có chu cấp luôn đó. Thì lúc này là ly dị xong, cái gì cô vợ cũng ký ly dị xong thì cô mới dẫn ba đứa con về quê, ba đứa con về bên ngoại. Thì lúc này bên ông bà ngoại cũng biết cái tình cảnh của ba mẹ con như vậy, quá là khổ đi, quá là mệt mỏi đi, cho nên ông bà bên ngoại có cho một cái miếng đất để cắt cái nhà trong vườn đó quý vị, để mà ba mẹ con mà ở. Mình nói trong vườn thôi nhưng mà trong vườn đất đai rộng lắm, mình nói cái nhà nhỏ nhỏ thôi chứ cũng rất là rộng, thì để ba mẹ con ở cặp bên vách của nhà ông bà ngoại đó đó, thì cắt đó. Rồi được cái nữa là được cậu với mấy dì á, mấy cậu mấy dì ruột á là họ cũng khá khá, cho nên là họ có những cái giống như người ta nói cái kiosk hay là những cái lô ngoài chợ để mà buôn bán đó quý vị đó, thì cả ngoài chợ quê á đó, thì mấy mấy cậu với mấy dì có được mấy cái đó, cho nên là tạo điều kiện để mà cho mẹ cho cái cô này nè là ra đó thuê một cái là cái lô để mà bán tạp hóa, rồi là ba mẹ con sống. Mà cái cô này á là rất là đảm đang, cho nên cô này cố gắng lo cho con cổ. Thì cái đứa lớn á quý vị, nó đang học,
và nó học cái tiếng ngoài việc tiếng Nhật, tiếng Việt của mình. Rồi cô này cổ cho con gái lớn cổ học thêm tiếng Nhật, rất là giỏi tiếng Nhật luôn, để mà được đi sang Nhật để mà du học và tương lai nó rộng mở hơn. Đó là cô này cổ lo cho con gái cổ được đi qua nước ngoài, qua nước Nhật học luôn, làm việc luôn đó. Và quay lại cái vấn đề là mẹ con cô này yên ổn phải không, quay lại vấn đề là bên chồng của cái là cái cô này là ở bên chồng á, sau khi ly hôn với cái cô này rồi, sau khi mà coi như là phải nói một câu là giống như là tuyệt tình, là sau khi mà giải phóng đuổi ba mẹ con này về bên ngoại hết, mình phải nói một câu sành rợn vậy luôn, là ba mẹ con đi hết rồi là gia đình bên đây là ta nói trống trơn khỏe lắm, thì đi cưới vợ khác cho thằng con trai liền, đi cưới vợ khác cho thằng trai mình liền để mà về đẻ thằng trai nó dở trong đường mà. Nhưng mà khi cưới một cái cô này về, quý vị biết không, ở với nhau mấy năm mà không có một đứa con nào chứ, miễn có bầu là lại hư thai, có bầu là lại hư thai, không có sanh được, quả báo hay gì không biết nữa. Nhưng mà người ta nói lại là cái gia đình này là cưới cái cô này là tại vì cô này hồi trước là kiểu như là cũng là có ăn chơi hay là cái gì đó, cho nên là cô này có nhiều lần phá thai, nhiều lần phá thai bỏ thai đó quý vị, cho nên bây giờ muốn có con lại rất là khó, khi mà có thai cũng hư thai, tại vì cô này trước đó phá thai nhiều lần, bỏ con nhiều lần, cho nên bây giờ khó mà có thai lại được. Đó thì bây giờ là trong cái mẫu chuyện này nó cũng nói về vấn đề là quả báo, đúng không quý vị? Quả báo là như vậy đó, trong khi vợ có con thì chê con gái, đuổi mẹ con người ta đi hết rồi, bây giờ cưới cô khác về cô khác lại không đẻ được, có bầu lại hư, có chữa lại hư, đó là một cái quả báo. Thì qua đây những cái câu chuyện này thì quý vị muốn cho là câu chuyện có thật thì là thật, muốn cho là đây là câu chuyện không có thật thì không có thật. À, tùy theo cảm nhận của quý vị. À, và em rất là vui, rất là mang ơn quý vị đã luôn cổ vũ cùng em. Em cảm ơn anh Tâm Trần đã gửi cái mẫu chuyện này cho Tấm Cúc kể lên cho đại gia đình mình nghe cho vui. Thì em trân trọng cảm ơn tất cả quý bà con cô bác càng xa đã gửi những cái mẫu chuyện vui cho Tấm Cúc. Em thành thật cảm ơn rất là nhiều. À, thì quý vị có những cái mẫu chuyện vui xin gửi về cho kênh của Tấm Cúc qua địa chỉ email nguyễnkimcúc1911810@gmail.com, hoặc là qua số phone thì 0979789800. Em xin cảm ơn rất là nhiều và kính chúc sức khỏe tới toàn thể đại gia đình của mình. À, mong đại gia đình luôn cổ vũ cho Tấm Cúc bằng một cái like thích lên ngang nha quý vị. À, em cảm ơn và hẹn gặp lại ngày mai. Xin chào ạ.